Cô gái này tên là Liliko, một trong những người mẫu xinh đẹp và nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản. Cô ấy là hiện thân đích thực cho vẻ đẹp của phụ nữ ở đất nước mặt trời mọc. Liliko được mệnh danh là sao kim gợi cảm. Cô ấy có một lượng fan vô cùng lớn. Các cô gái tuổi teen luôn khao khát có được vẻ đẹp như Liliko và cánh mày râu thì luôn bị thu hút bởi các đường cong trên cơ thể của cô ấy. Nhưng không ai biết rằng Liliko đã trải qua hàng trăm ca phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp đó. Ở một diễn biến khác, thanh tra Asada đang nói chuyện với trợ lý của mình về Liliko. Anh ấy nhận thấy tình trạng suy sụp của cô người mẫu xinh đẹp và cho rằng chuyển động của da và cơ không khớp với cấu trúc xương của Liliko. Mặc dù bên ngoài cơ thể của cô ấy trông rất đẹp, nhưng bên trong cơ thể cô ấy đang có dấu hiệu bị tàn phá. Liliko hiện đang tham gia một buổi họp báo và tiết lộ rằng cô ấy dự định sẽ sớm ra mắt một bộ phim của mình trong những ngày tới. Trợ lý của Liliko là Michiko và chuyên gia trang điểm của cô ấy tên là Kiji. Trước truyền thông, Liliko tỏ ra mình là một người rất thân thiện và dễ gần. Tuy nhiên, cô ấy thường xuyên cáu gắt với những người xung quanh về những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Liliko phun nước vào mặt trợ lý của mình là Michiko và sỉ nhục cô ấy chỉ vì cô đã lấy nhầm chai nước lạnh. Một lúc sau, khi bạn trai của cô ấy tên là Nabu xuất hiện, cả hai thản nhiên hôn nhau trước mặt mọi người khiến trợ lý của cô ấy vô cùng bối rối. Đêm hôm đó, Liliko ngủ với nhà sản xuất phim với hy vọng anh ta sẽ thuyết phục được đạo diễn mời cô tham gia nhiều phim hơn. Liliko thường tự huyễn hoặc vẻ đẹp của mình trước gương, cô dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm vẻ đẹp của mình. Một hôm, Liliko phát hiện ra rằng cô ấy có một vết bầm trên trán khiến cô ấy vô cùng hoảng loạn. Ngày hôm sau, Kiji gặp Hiroko, giám đốc công ty quản lý tài năng của Liliko. Anh ấy kể về những vết bầm trên khuôn mặt của Liliko. Nhưng Hiroko không tỏ ra ngạc nhiên mà nói rằng dấu hiệu đó là tác dụng phụ của việc phẫu thuật thẩm mỹ và phần lớn cơ thể của Liliko đều là giả. Hiroko đưa cho Kiji chiếc nhẫn hồng ngọc 8 carat và yêu cầu anh ấy ở lại với Liliko cho đến cuối cùng. Ngày hôm sau, Hiroko đưa Liliko đến viện thẩm mỹ để bác sĩ thăm khám các triệu chứng trên khuôn mặt của cô ấy. Bỗng cô nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ cũng đầy vết bầm tím trên khuôn mặt khiến Liliko vô cùng sợ hãi. Mặt khác, thanh tra Asada và cộng sự của anh ấy đang điều tra một viện thẩm mỹ có liên quan đến cái chết đáng ngờ của một cô gái trẻ. Asada nói rằng chồng cũ của cô gái là một bác sĩ, anh ta lấy nội tạng, da, xương của nạn nhân một cách bất hợp pháp để cấy ghép chúng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân sẽ phải trả tiền để dùng thuốc ức chế trong suốt phần đời còn lại của họ, nếu không họ sẽ phải chịu những tác dụng phụ vô cùng khủng khiếp. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai, Liliko đã lấy lại được vẻ đẹp của mình. Điều đó giúp cô ấy ngày càng trở nên nổi tiếng. Hình ảnh của cô ấy xuất hiện trên trang bìa của hầu hết các tạp chí thời trang. Liliko trở thành cô gái trong mơ của mọi cô gái trẻ. Thậm chí cô còn nhận được lời đề nghị từ Hollywood, tham gia đóng rất nhiều phim và ngày càng được nhiều người yêu thích. Lịch làm việc của Liliko luôn dày đặc, cô nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và ngày càng vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, sự quay cuồng của công việc khiến đầu óc của cô dần trở nên trống rỗng, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Một hôm trên đường trở về nhà, Liliko hỏi tại sao Michiko không trang điểm. Michiko nói rằng vì cô ấy già rồi, nhưng Liliko đưa cho cô ấy thỏi son và đề nghị Michiko hãy thử dùng nó. Cô ấy nói rằng nó giống một loại thuốc gây nghiện, một khi đã dùng nó, bạn sẽ càng muốn dùng nhiều hơn. Sau khi trở về nhà, Liliko tẩy trang và nhận thấy mắt và trán của cô ấy xuất hiện vết thâm đen. Liliko bắt đầu lo lắng về sự tàn phai nhan sắc của mình. Cô khóc và không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, sau đó phá lên cười một cách đau khổ. Liliko không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra. Cô ấy đè Michiko xuống ghế và hỏi liệu cô có thực sự hấp dẫn hay không. Michiko lắp bắp trả lời trong sợ hãi. Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn, Liliko dần bộc lộ những sở thích lệch lạc. Cô bắt người trợ lý phải thỏa mãn mình và Michiko không thể nào từ chối. Ngày hôm sau, em gái của Liliko là Chikako đến thăm cô ấy, nhưng Hiroko đã đuổi Chikako ra ngoài. Khi Liliko trở về căn hộ của mình, cô tìm thấy bức thư của Chikako, thì ra em gái của Liliko mới lên thành phố nhập học. Sáng sớm hôm sau, Michiko sắp xếp để hai chị em Liliko được gặp lại nhau. Chikako rất ngưỡng mộ chị gái của mình bởi cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ. Liliko khuyên em gái hãy giảm cân, làm đẹp để trở nên mạnh mẽ giống mình, đồng thời hứa sẽ trả toàn bộ chi phí. Lúc này, thanh tra Asada và trợ lý của anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó rất đáng ngờ về phòng khám mà Liliko đã phẫu thuật ở đó. Một cuộc điều tra cặn kẽ hơn cho thấy những cái chết đáng ngờ và trộm cắp nội tạng có liên quan đến viện thẩm mỹ đó. Asada tin rằng Liliko sẽ trở thành con bài giúp họ vạch trần sự thật ở các cơ sở làm đẹp không được kiểm soát. Trong khi đó, Liliko hỏi bà chủ của mình có gửi tiền về cho gia đình của cô ấy không. Hiroko trả lời rằng cô ấy làm việc đó mỗi tháng. Nhưng khi Liliko nói em gái của cô ấy không nhận được tiền, Hiroko tức giận vì Liliko không tin tưởng cô ấy và thừa nhận rằng cô ấy không thể gửi nhiều tiền như Liliko mong đợi.
bởi cô ấy phải bỏ rất nhiều chi phí để duy trì sắc đẹp cho Liliko nhưng vẫn chưa nhận lại đủ số tiền đã đầu tư. Một lúc sau, Hiroko giới thiệu với Liliko một người mẫu trẻ tuổi mới tên là Kozu. Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau, nhưng sự xuất hiện của cô gái trẻ đã phần nào làm lu mờ hình ảnh của Liliko. Chẳng mấy chốc, Kozu đã trở nên nổi tiếng hơn nhờ vẻ đẹp tự nhiên và tính cách thân thiện của cô ấy. Cuối cùng, Kozu đã thay thế Liliko trên nhiều trang bìa tạp chí và quảng cáo. Liliko cảm thấy mình đang dần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Cô bắt đầu dùng nhiều loại thuốc khác nhau để trấn tĩnh bản thân. Như thể mọi thứ vẫn chưa đủ tồi tệ. Liliko biết được từ một tạp chí hàng tuần rằng người bạn trai giàu có của cô đã đính hôn với con gái của một chính trị gia. Điều đó khiến Liliko vô cùng đau khổ. Sự nổi tiếng của Kozu và sự phản bội của bạn trai khiến Liliko bị dồn vào đường cùng về tâm lý và thể chất. Điều đó khiến Liliko đắm chìm trong các chất gây nghiện. Khả năng suy nghĩ bình thường của cô ấy đã hoàn toàn biến mất và hành vi của cô ấy ngày càng trở nên cực đoan. Một hôm, Liliko đến nhà Michiko và gặp bạn trai của cô ấy tên là Shino. Ngay lập tức, Liliko ve vãn chàng trai trẻ. Shino dường như không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Liliko. Hai người hôn nhau ngay trước mặt Michiko. Dường như họ muốn tiến xa hơn nữa, Liliko tuyên bố rằng cô ấy sẽ chiếm đoạt bạn trai của Michiko. Sau đó là những tiếng thở hổn hển của hai người khiến trái tim Michiko như muốn thắt lại. Ngày hôm sau, Liliko gọi điện cho Shino để yêu cầu anh ta và Michiko làm một việc động trời. Đó là tạt axit vào mặt vợ sắp cưới của Nabu, bạn trai cũ của Liliko. Tuy nhiên, sau khi hủy hoại khuôn mặt của cô ấy, Shino bắt đầu trở nên hoảng loạn. Mặc dù vậy, Liliko vẫn không hài lòng. Cô ấy đe dọa sẽ báo cảnh sát, sau đó cho Michiko và Shino uống thuốc gây nghiện theo cách có 102 và bắt hai người làm chuyện đó trước mặt của mình. Một ngày nọ, Kiji nhìn thấy vết thâm tím trên lưng Liliko. Ngay lập tức, anh ấy nói với Hiroko rằng Liliko có rất nhiều vết thâm tím trên cơ thể, da của cô ấy đang lão hóa và thiếu độ đàn hồi. Nghe thấy điều đó, Hiroko nhận ra rằng đó có thể là dấu chấm hết cho Liliko. Quay trở lại với Asada, sau hàng loạt vụ tự tử của các bệnh nhân của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ, Asada nói đã đến lúc phải hành động và quyết định gặp Liliko. Anh thuyết phục cô ấy xuất hiện trước tòa với tư cách là một nhân chứng, bởi viện thẩm mỹ mà cô điều trị đang ăn cắp và bán nội tạng trái phép. Tuy nhiên, Liliko từ chối hợp tác với Asada và khẳng định cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối cùng, Asada tiết lộ rằng anh ấy đã biết về vụ tạt axit vào con gái của một chính trị gia, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ điều đó nếu Liliko không chịu hợp tác. Sau đó, Asada đưa cho Liliko tập tài liệu chứa các bức ảnh của cô ấy trước đây. Liliko trở về nhà và xem lại những bức ảnh của mình trước khi phẫu thuật. Nỗi sợ hãi rằng ai đó có thể phát hiện ra bí mật của mình khiến Liliko càng sử dụng chất kích thích nhiều hơn. Cơ thể của Liliko bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ma túy. Cô ấy bắt đầu bị ảo giác và tự đánh mất chính mình. Không có điều gì suôn sẻ trong cuộc sống, Liliko ngày càng căm ghét Kozu, người đã có thành công vang dội làm lu mờ hình ảnh của Liliko. Vì vậy, cô ấy đã ra lệnh cho Michiko rạch mặt Kozu. Một hôm, Liliko tham gia một chương trình truyền hình. Cô đi vào phòng tắm để tiêm thuốc kích thích trước khi chương trình bắt đầu. Tuy nhiên, trong buổi trò chuyện trên truyền hình, Liliko bắt đầu bị ảo giác bởi ma túy gây ra. Cô ấy nhìn thấy những con bướm và bắt đầu trở nên kích động. Liliko hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ấy quẳng chiếc bánh sinh nhật trước khi đổ gục xuống sàn và bất tỉnh. Mặt khác, Michiko tiếp cận Kozu và định khống chế cô ấy bằng dao. Nhưng Kozu đã hiểu những gì Michiko định làm và cô ấy không đủ can đảm để ra tay với Kozu. Sau khi nhận ra Michiko không thể làm hại Kozu, Liliko đã thẳng tay tát vào mặt cô ấy. Cô ấy sợ một ngày nào đó mọi người sẽ lãng quên mình và liên tục gào thét như một người điên. Sau đó, một mình chạy giữa trời mưa lạnh giá. Lúc này, những ký ức của Liliko vẫn lướt qua tâm trí của cô ấy. Liliko liên tục bị giằng xé giữa hiện tại và tương lai. Cô ấy bò dưới mưa để tìm đến một chiếc gương gần đó. Dường như cô ấy vẫn hy vọng mình là người đẹp nhất cho đến khi nhìn thấy tóc rụng đầy bàn tay. Lúc này, Michiko vô tình tìm thấy những bức ảnh và tập tài liệu trước khi Liliko phẫu thuật thẩm mỹ. Để trả thù, cô ấy gửi mọi thông tin về bí mật bẩn thỉu của Liliko cho các tạp chí ở khắp mọi nơi. Tin tức nhanh chóng lan truyền gây ra vấn đề nhức nhối không chỉ cho Liliko mà còn ảnh hưởng đến công ty người mẫu và viện phẫu thuật thẩm mỹ của cô ấy. Không lâu sau, mọi người bắt đầu chế nhạo Liliko. Họ chế giễu cô ấy là đồ giả và không ngần ngại gọi Liliko là gái điếm. Liliko bị hoang tưởng ngày càng nặng hơn, những vết thâm tím ngày càng lan rộng khiến cuộc sống của cô ấy trở nên đầy đau khổ. Vài ngày sau, Hiroko tổ chức một buổi họp báo để Liliko trấn an những hoài nghi trong lòng người hâm mộ và yêu cầu cô ấy đọc một bài phát biểu do luật sư của mình viết. Bà ta yêu cầu Liliko ghi nhớ từng câu và không nói bất cứ điều gì khác. Kiji che đi những vết thâm tím của Liliko để cô ấy có thể sẵn sàng tự tin bước lên sân khấu. Tại buổi họp báo, Hiroko giới thiệu để Liliko sẽ bày tỏ chân thành cảm xúc của mình liên quan đến những đồn đoán gần đây. Tuy nhiên, thay vì nói theo những gì đã ghi trong kịch bản,
Liliko im lặng hồi lâu trước những ánh đèn lấp lóe rồi lạnh lùng vung dao tự đâm vào mắt của mình. Điều đó kết thúc những chuỗi ngày huy hoàng của một ngôi sao người mẫu nổi tiếng. Cô nằm đó với nỗi đau của riêng mình. Trong khi thế giới vẫn quay cuồng ngoài kia, trong lúc thanh tra Asada và cộng sự của mình đang bước đi thì một cô gái trẻ xuất hiện. Cô gái đưa tấm danh thiếp cho vị thanh tra và nói rằng hãy đến gặp cô nếu anh thích. Trợ lý của Asada tò mò hỏi cô gái đó là ai. Anh ấy lạnh lùng nói rằng đó chính là Chikako, em gái của Liliko, người đã trải qua những gì giống như chị gái của cô ấy. Phiên điều trần đang diễn ra và 156 bệnh nhân đã đệ đơn kiện viện thẩm mỹ, 9 người trong số đó đã chết, trong khi Liliko đã mất tích không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất cả những hào quang lấp lánh rồi cũng phải kết thúc, Kuzu đang đóng rất nhiều phim ở nước ngoài và ngày càng trở nên nổi tiếng. Trong khi Liliko đã trở thành hoài niệm, nhưng cuộc phiêu lưu của cô ấy vẫn còn tiếp diễn. Tuổi trẻ thật đẹp nhưng vẻ đẹp không phải là tuổi trẻ. Kuzu tham gia một bữa tiệc sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ở đó cô ấy gặp một người giống Michiko. Sau khi đi theo cô ấy, Kuzu bước vào một căn phòng, nơi có một cô gái đang ngồi trước gương. Hóa ra cô ấy chính là Liliko, người nở một nụ cười đầy sự chết chóc. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.